Đại diện của 13 quốc gia mà hổ vẫn còn sống trong tự nhiên đang họp ở Nga để thảo luận cách thức ngăn chặn động vật này khỏi bị tuyệt chủng. Số lượng hổ trên thế giới đã tàn lụi do săn bắn, buôn bán bất hợp pháp các bộ phận của hổ và sự phá hủy môi trường sống tự nhiên của chúng. Theo Quỹ Động vật Hoang dã trong 12 năm tới, hổ có thể bị tuyệt chủng hoàn toàn. Đại đa số hổ đã biến mất trên trái đất trong thế kỷ qua. Một trăm năm trước người ta cho là có khoảng 100.000 con hổ, ngày nay chỉ có hơn 3.000 con. Hội nghị thượng đỉnh ở St. Petersburg nhằm mục đích đảo ngược sự suy giảm của hổ, thậm chí hy vọng sẽ tăng gấp đôi số lượng hổ trên toàn cầu trong năm 2022, tức là năm dần kế tiếp. Ngoài Nga, 12 nước khác đang có số lượng hổ rất ít, nhưng các chuyên gia nói rằng hai nước quan trọng trong việc bảo vệ loài hổ là Ấn Độ và Trung Quốc ấn độ hiện có một nửa số hổ còn lại trong khi trung quốc vẫn là nước tiêu thụ các sản phẩm từ hổ nhiều nhất trên thế giới